makanya rồi thành thò tôi cứ chuẩn bị phong dư cho món thịt chùa sẽ đầu thế gì nên cho họ hô họ chùa là do họ yêu thương nó chúng nó cứ do tiền nhau sửa chùa đất chi chỉ có món tôm nhọt tuần bông cho loại do rồi biết sẽ là tôi sai xe rồi dùng để trả thế cứ do tiền chỉ tàu bao thế chỉ tàu do đùa thế nào cho nó do thích thơi rồi và cứ do là tôi biết sai mà tụi nó là hai tiền do khoan nó cái gì mà cứ sai do tuần bông thế vậy nó là tụi nó mà giờ ấy tụi sợ cân cầu đi do lên từ chỉ tàu bao do nó mà chỗ tàu hồ thế được cho nó kể nè vậy là cái sổ ok sa tia nói cho thất thơ râu nè cụ sổ nói cho thất thơ râu xuất tia chị cụ giống mua cho lòn tàu lò xì có biết là tàu say mà nên sẽ là say xeo giờ dùng trả thế nào mà cụ giống tàu cụ giống tàu cụ chân bát xe cụ chỉ cần không tôi lo cho cụ cho cần được cụ xe cụ giống tàu cụ chân bát đó Thank you.